Đây bây giờ lên rồi các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình lên là ngồi đây chuẩn bị sẵn sàng để mặc bìm cho con đi ngủ trưa. Mà không biết tại răng là giờ vẫn đang chui dưới giường. Vẫn đang ngồi dưới giường các bạn ạ. Không chịu lên luôn. Cò răng không chịu lên luôn. Tình hình lên không? Lên cho mẹ thay bìm không? Hả? Nhanh như mẹ thương mà. Đó, bạn ơi. Quả thể luôn là con trai mình. Chui rồi. Leo lên rồi, leo lên rồi. Nào, mặc bìm nhé. Món là sao cả? Dạ. Mặc bìm. Đang thêm mặc bìm. Đang không thích mặc bìm. Nào, lên mặc bìm. Wow. Wow, hello mọi người nào. Hello. Ôi. Để phòng ngủ vô đây kìa. À, đi tay. Thay bìm một phát nào. Không. Hả? Chị đi. Oh my god. Oh no. Cả nhà ơi. Mình bị xỉu mất thôi người con trai nhà mình các bạn ạ. À. Trời đất ơi. Ôi trời ơi, mình biết rồi, hóa ra nó vô trong này, nó đóng cửa lại ở trong này từ nãy giờ này. Bây giờ cho cả nhà xem này. Các cô chú ơi. Mẹ đến sốc thực sự luôn á, chưa bao giờ mẹ nghĩ rằng là con trai sẽ làm như này luôn. Một. Hai. Trời ơi. Đây các bạn ơi, kê sách để mà không cần mặc bìm nữa các bạn nhá, thấy chưa? Thấy gì? Hai. Đang con mặc rồi đi. Hai quần nè các bạn, để xem còn nóng nhá. Ba. Thì đến xỉu. Bốn. Hết chưa? Không thể tưởng tượng được luôn các bạn này, nó mặc một lúc 5 người quẩn các bạn ạ, một lúc 5 người quẩn luôn. Trời ơi, đi mặn chi đi không mặc bìm được á. Quá, hóa ra là con mình nghĩ là mẹ sắp mặc bìm là nó vào nó nhét quẩn vô để cho mình không thể cười ra mặc bìm được. Nhưng mà mẹ cáo thù lắm, rồi mặc bìm đi con ơi. Không con. Hả? Hiểu. Hết rồi đó. Ờ, mẹ sốc thật sự luôn, hồi nào mẹ cho vô có cái đoạn đi vô mới tức cười này. Ai đang không biết. Nắm chốt. Trời ơi, con trai ơi, chưa bao giờ trổ đi luôn. Trời ơi, khủng khiếp luôn. Trời ơi, không thể ngờ được luôn á. Oh my god. Mặc nhiều quần ra, lờ mai đây đang phát mặt răng. Hả? Mặc hai quần thêm nè. Em bé còn bảo là mặc thêm quần đi được nửa đi mẹ. Mặc quần thêm nửa đi mẹ. Nhưng mà không, mẹ không cho mặc ở giường ấy không. Mặc ở đi thôi, mặc ở đi là được rồi. Mặc không được cho mặc nhiều, mặc nhiều là hư. Con đầy ra mặt răng. Rồi, giữ xịt quần như này này, cất đi lên hồi mà mặc nhá, để riêng ra bên ngoài nhá. No, mày đây. Phát tích mày nói này. Bình thường con mặc quần nên là mặc quần xịp với mặc thêm một quần là đi thôi, chứ không phải mặc thêm nhiều đi. Giờ đi ngủ không mặc nhiều quần thôi cũng được. Thôi mẹ biên một phát nha, mẹ cho con biên một phát, có nghe lời mẹ cho con biên một phát nha. Ôi, thông minh cho các bạn ạ. Thông minh cực kỳ luôn á. Kiểu là biết được là mẹ sẽ mặc bìm, cho nên là vào trách chết mình bảo đâu ướt làm cái gì ở đâu mà lâu rồi rửa. Mình phát sửa ở ngoài và bảo phát cái chuẩn bị mặc bìm. Mẹ chùi cái bình sửa rồi mẹ pha sửa. Bảo sao mà lâu lông thầy ra chứ cả. Hóa ra là ở trong này ngồi lôi quần áo ra mặc các bạn ạ. Mặc một lúc 5 cái quần luôn các bạn ơi. Để cho mẹ không mà mặc được cái bìm mô nữa cả. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhá. Bye bye. Bye bye.